Bối cảnh ảm đạm của thị trường quốc tế đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu nhiều nhóm hàng chủ lực của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng giảm 6% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như linh kiện điện tử, sợi hàng may mặc, giảm gỗ, bao bì gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ do lượng đơn hàng nhập khẩu giảm mạnh. Các doanh nghiệp hiện nay không chỉ khó khăn về đơn hàng sụt giảm mà còn đối mặt với việc sụt giảm giá nhiều mặt hàng chủ lực, nhất là tại các thị trường xuất khẩu truyền thống như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp buộc phải đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm các thị trường mới phù hợp. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư từ các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và đặc biệt là các hiệp định thương mại tiếp tục thực thi lộ trình cắt giảm thuế quan sẽ là động lực cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng như xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.